Xin hỏi nhà thuốc là tôi bị chứng rối loạn lo âu, huyết áp cao, trầm cảm. Giờ tôi đang sử dụng thuốc Tây thì tôi có thể uống thêm nước sắc dạo cổ lam thì có ảnh hưởng gì hay không ạ? Chào bạn, bạn bị rối loạn lo âu, huyết áp cao và trầm cảm thì bạn uống cây dạo cổ lam thì sẽ rất là tốt. Nếu như là đang sử dụng thuốc Tây thì bạn nên cách thời gian uống hai loại thuốc trên khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngoài uống dạo cổ lam thì bạn cũng nên tham khảo uống thêm hoa tam thất. Hoa tam thất thì có rất là nhiều tác dụng, trong đó có khả năng hỗ trợ điều trị chứng rối loạn lo âu rất là tốt bạn nhé. Bạn hãy liên hệ với nhà thuốc thông qua số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.